Puka, Ginh Tuấn Kiệt nghỉ dưỡng Phú Quốc dịp 8/3. Puka cùng ông xã Ginh Tuấn Kiệt thưởng thức ẩm thực ở chợ đêm, ngắm pháo hoa và chơi cùng đàn dê trong resort cao cấp. Puka và Ginh Tuấn Kiệt đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc nhân dịp 8/3. Đây là thời điểm lý tưởng cho du khách tới hòn đảo Ngọc bởi thời tiết thuận lợi, trời xanh, nắng ấm. Đôi vợ chồng son có nhiều trải nghiệm ở khu vực phía nam đảo như đi chợ đêm, ngắm hoàng hôn, xem pháo hoa và màn trình diễn trên mặt nước. Chuyến đi lần này, Puka và Ginh Tuấn Kiệt dành nhiều thời gian để khám phá ẩm thực đảo Ngọc với những món hải sản như tôm mực nướng hay thịt xiên nướng. Hai người được các fan bắt gặp khi đang đi dạo khu vực chợ đêm Địa Trung Hải trên đảo. Puka và Ginh Tuấn Kiệt dũng bữa tối lãng mạn trên bãi biển riêng tư của resort với các món ăn kiểu Âu như bít tết, khoai chiên, đồ nướng. Cặp sao có mặt ở khu vực cầu hôn, một trong những địa điểm check-in hot bậc nhất Phú Quốc thời gian này để đón hoàng hôn, sau đó xem màn bắn pháo hoa. Đây là show có 100 hiệu ứng từ tầm thấp đến tầm cao, được tổ chức hàng đêm vào lúc 21 giờ 30 phút nên du khách có thể chiêm ngưỡng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Trước đó, vào buổi chiều, màn trình diễn trên mặt nước được tổ chức, thu hút sự chú ý của du khách. 18 vận động viên quốc tế của hai bộ môn, jet ski, mô tô nước và flyboard, ván đứng nước phản lực, có những màn nhào lộn ở độ cao 15m, đập tay tới du khách, khiêu vũ, rượt đuổi trên nền nhạc. Vợ chồng Puka và Ginh Tuấn Kiệt lựa chọn một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở cực nam đảo Phú Quốc, gần mũi ông Đội. Nơi đây sở hữu hai mặt biển, có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn trứ danh ở hòn đảo Ngọc. Hai vợ chồng dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển. Từ khu vực này, du khách cũng có thể dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm nổi tiếng như Bãi Sao, Hòn Gầm Ghì, Hòn Thơm, Chùa Hộ Quốc, Nhà Tù Phú Quốc. Resort sở hữu 215 biệt thự sang trọng, tọa lạc tại nhiều địa điểm như trên đồi, hướng biển, sát biển, trên ghềnh đá, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Du khách có thể tham gia các workshop, hoạt động vui chơi, các môn thể thao dưới biển hoặc các dịch vụ giải trí cho trẻ em như rạp chiếu phim, lớp học trang trí nón lá, vẽ áo thun, làm gốm, làm bánh. Puka và ông xã dành thời gian tham quan nông trại, chơi cùng các chú dê và chim công. The Villager Farm nằm trong khuôn viên resort, là nơi nuôi nấng dê từ khi vài tháng tuổi. Puka ôm chú dê tên là Lucky hơn 1 tuổi, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong đàn, được nhiều du khách yêu thích. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.